giảm cân 3 bữa với đậu phụ. Đậu phụ là thực phẩm giúp bạn giảm cân nhanh hơn nhờ vào thành phần chứa nhiều đạm và ít calo. Thực đơn giảm cân 3 bữa với đậu phụ giúp bạn nhanh chóng sở hữu được thân hình thon gọn bất ngờ. Ăn chay là cách giảm cân hiệu quả, an toàn cho sức khỏe mà nhiều người lựa chọn. Hàm lượng đạm trong thịt cá được thay thế bằng đậu phụ có tác dụng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát được sự thèm ăn. Từ đó, hạn chế các chất béo và carbohydrate. Chất đạm khi được cơ thể hấp thụ sẽ cung cấp năng lượng thúc đẩy chuyển hóa chất béo, làm giảm tích tụ mỡ nên rất hiệu quả cho người đang muốn giảm mỡ bụng. Một thìa đậu phụ sẽ có chứa khoảng 70 calo, với đậu phụ non thì có ít hơn 50 calo, đậu phụ chiên là 61 calo. Các thực phẩm khác có cùng độ đạm như cá ngừ trắng đóng hộp lại chưa đến 73 calo, thịt ức gà 128 calo, thịt bò nướng 168 calo, gấp 2 lần đậu phụ. Vì vậy, hãy áp dụng thực đơn giảm cân 3 bữa với đậu phụ ngày hôm nay để nhanh chóng sở hữu cho mình thân hình thon gọn bất ngờ trong thời gian sớm nhất. Bữa sáng trong thực đơn giảm cân 3 bữa với đậu phụ. Dùng đậu phụ để thay thế cho trứng. Vì trong thực đơn giảm cân thường có trứng chiên với dầu ô liu hay trứng luộc, ăn kèm với rau xà lách và uống cà phê đen hoặc trà xanh. Bây giờ bạn hãy thử bỏ món trứng ra và thay vào đó là đậu phụ non, sốt gà, ăn kèm với rau xà lách. Những ngày tiếp theo trong tuần, bạn có thể ăn đậu phụ chiên giòn kèm bánh mì và rau sống vào bữa sáng sẽ càng tốt hơn khi có chả chay ăn kèm. Bạn có thể kích thích vị giác để cảm thấy ngon miệng hơn bằng cách thêm ớt. Việc này đồng thời sẽ thúc đẩy chuyển hóa chất béo nhanh hơn, đa dạng hơn. Bạn có thể ăn đậu phụ chung với món bún, hủ tiếu hay mì kèm rau sống. Bữa trưa trong thực đơn giảm cân 3 bữa với đậu phụ. Bạn thường được khuyên bữa trưa giảm cân thì ăn một món rau trộn hoặc một món thịt, cá giàu chất đạm, uống một tách trà nóng và ăn một loại trái cây nào đó. Để mang hương vị mới cho bữa trưa trong thực đơn giảm cân 3 bữa, bạn có thể thêm đậu phụ chiên giòn với món rau trộn của mình. Và lựa chọn khác là đậu phụ kho sả, kho tương hạt, nấu các món canh với đậu phụ non như canh chua chay, rau cải đậu phụ ăn kèm với một ít cơm gạo lứt. Bạn có thể làm món đậu phụ ướp gia vị nướng để thay thế với món thịt nướng mặn nếu khéo tay. Bữa tối trong thực đơn giảm cân 3 bữa với đậu phụ. Bữa tối bạn không nên ăn quá nhiều vì chỉ vài tiếng sau là bạn đi ngủ, do đó nên chọn các thực phẩm ít calo. Bạn có thể ăn tối nhẹ nhàng với các món ăn nấu chay từ đậu phụ, ví dụ như hủ tiếu chay, phở chanh, bún riêu chay, bún chả chay, canh bún chay, mì xào rau cải và đậu phụ. Cuối cùng, có thể uống thêm một cốc trà ấm. Một điều cần lưu ý là nên tránh ăn vặt. Mách bạn, viên giảm cân Everyday Super, hay người dùng còn gọi là thuốc giảm cân Everyday Super, chiết xuất 100% từ thiên nhiên, giúp giảm mỡ thừa trong cơ thể, ngăn chặn lượng mỡ thừa đi vào cơ thể, hỗ trợ giảm lớp mỡ tích tụ lâu năm, đặc biệt thích hợp cho cả nam lẫn nữ, giảm 5-10kg trong tháng đầu sử dụng. Chúc bạn giảm cân thành công! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của quán Ăn Sạch Uống Sạch. Hãy đến với quán Ăn Sạch Uống Sạch tại số 186 Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để thưởng thức những món ăn đặc sản miền Trung, món ăn bài thuốc bổ dưỡng cho sức khỏe nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!